hơn 1,3 tấn khí cười N2O không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện ở Bắc Ninh. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện cơ sở bà Nguyễn Thị Thanh Hằng có địa chỉ tại thôn Lũng Sơn, thị trấn Lim, huyện Tiên Du. Tỉnh Bắc Ninh đang kinh doanh mặt hàng là khí N2O có trọng lượng 1.365,5 kg chứa trong 139 chai kim loại. Trên vỏ chai có ghi chữ khí N2O, tổng trị giá hàng hóa hơn 163 triệu đồng. Chủ cơ sở kinh doanh chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trên để đấu tranh làm rõ hành vi, xử lý theo quy định của pháp luật. N2O là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, chỉ được phép mua bán, sản xuất với mục đích sử dụng trong công nghiệp, chưa được cấp phép mua bán, sản xuất với mục đích sử dụng cho con người. Do đặc tính nguy hiểm và dễ bị lạm dụng cho các mục đích vui chơi giải trí bất hợp pháp, Bộ Công Thương đã đề xuất Chính phủ đưa N2O vào danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.